Con có nghe một thầy giảng: giết nhiều con thì có tội hơn ít con. Thay vì giết một rổ tép thì nên giết heo, bò, gà, vịt ít tội hơn, có đúng không? Và các vị thấy sao? Giết nhiều có tội quá, giết một con cho nó đỡ, phải không? Ví dụ giết một gỗ tép tới cả mấy trăm con, cả ngàn con lận. Bây giờ giết một con gà hay là con vịt hay con heo, con bò, con à, đỡ tội. Xin thưa với các vị, ai giảng Phật Pháp như vậy là đem Phật Pháp đi giết ri đó, là chết rồi. Nếu nói như vậy á, thay vì tôi giết 100 chó tôi quất 1 con người, có phải vậy không? Một con đó ít tội hơn. Các vị thấy cái này nó nguy hiểm vô cùng. Đạo Phật mà chúng ta đem như toán học 2 cộng 2 bằng 4 là trật rồi các vị. Ai giảng Phật Pháp như vậy là chết rồi. Nếu điều này thà giết một con heo con bò thay vì giết một rổ tép á, mà giết con heo con bò á, nó ít tội hơn á, thì các vị giảng như vậy là quá máy móc. Tất cả chúng ta đều có tội, nhưng tội với khuynh hướng nào các vị phải để ý. Tại sao Đức Phật bảo cấm sát sinh? Là để tôn trọng sự sống của chúng sinh và để xác định được giết nhiều giết ít tội nhiều tội ít, không phải căn cứ trên số lượng. Nếu nói căn cứ trên số lượng có tội thì ông bác sĩ là tội nhiều nhất. Bởi vì ông mà nào mà chế ra thuốc mà để trị bệnh á, quất một cái không biết bao nhiêu vi trùng, thì lúc đó còn hơn có mấy chục gỗ tép nữa. Như vậy mỗi một lần trị một bệnh nhân là ông bác sĩ đỏ không biết bao nhiêu kiếp mới hết, có phải vậy không? Các vị giải thích Phật Pháp như vậy là người ta không dám tu là phải rồi. Xin thưa các vị, ở đây không phải giết nhiều con tép hay là ít con tép hay là con gà, con vịt căn cứ trên số lượng mà để định tội, mà xác định rằng cái giết nào nhẫn tâm hơn là cái đó tội hơn. Có thể các vị giết một rổ tép, nhưng mà cái nhẫn tâm với cái số lượng này nó không có nhiều. Các vị có khả năng các vị đủ nhẫn tâm giết tép, nhưng mà các vị không đủ nhẫn tâm các vị cắt cổ con gà, đúng không? Con tép thì làm được mà gà bự quá không dám. Như vậy mặc dù cái số lượng con tép là có thể 100 con chúng ta giết cổ, chúng ta cắt đầu, nhưng mà so với nhẫn tâm với cắt cổ con gà, cái nào nhẫn tâm hơn? Dĩ nhiên là con gà. Vì nhẫn tâm hơn con tép mới cắt cổ nổi con gà. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng giết chúng sinh cái nào nhẫn tâm hơn thì cái đó tội hơn, chứ không phải là giết nhiều hay là giết ít ngay chỗ này. Nhưng nếu cái số lượng tép quá lớn, lớn đến độ mà nếu nhẫn tâm dữ lắm mới giết được cái lượng này, thì nhẫn tâm với cái lượng tép quá lớn này nó sẽ nhẫn tâm hơn con gà, thì cái nhẫn tâm đó nó mới tội hơn một con gà. Các vị hiểu ý tôi nói không? Bây giờ giết một con bò so với một rổ tép thì con bò là chúng ta nhẫn tâm dữ lắm chúng ta mới làm được, đúng không? Nhưng nếu mà có lượng tép hay là một cái lượng gà gì đó mà nó lớn đến độ mà bây giờ đủ nhẫn tâm hơn con bò mới giết nổi cái số lượng gà này, thì cái đó mới tội hơn là giết con bò. Các vị hiểu cái điều này không? Thành ra ở đây phải căn cứ vào độ tàn ác và nhẫn tâm của chúng ta trên vấn đề này thì chúng ta mới kết tội được. Như vậy không phải căn cứ trên 1, 2, 3, 4, 5 về số lượng, vì chúng ta kết tội là tội hơn hay là tội nặng hơn hay nhẹ hơn. Phật không bao giờ dạy chúng ta bằng một cách máy móc như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đốt một tổ kiến có thể mấy ngàn con, đúng không? Nhưng mà chúng ta đủ can đảm đốt không nếu bất cứ điều gì gặp phải? Đủ can đảm đốt không? Nếu chúng ta gặp cái gì cần thiết chúng ta đốt được cái tổ kiến này có thể là mấy ngàn con, nhưng mà kêu chúng ta giết mấy ngàn con gà hoặc là mấy trăm con gà, chúng ta giết nổi không? Không nổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta giết cái số lượng kiến ở một độ quá lớn, lớn đến độ mà con gà chúng ta không dám giết, nhưng mà nếu cái lượng kiến này chúng ta đủ nhẫn tâm để giết thì chúng ta sẽ tội hơn con gà. Cái số lượng không phải là 1, 2, 3, 4 mà căn cứ vào cái thái độ đủ nhẫn tâm với cái gì thì tính ở mức độ nhẫn tâm đó mà kết tội. Chúng ta phải thấy như vậy. Vì vậy cho nên nếu giết một mạng người thì cái nhẫn tâm này nó đã dường như đoạn cái giống thiện rồi, nó quá đáng rồi. Cho nên có nhiều người với cả đời giết trâu giết bò nhưng mà không ai lên án là tội như một cái vấn đề phạm pháp hết á. Nhưng mà đụng chạm đến con người thì sao? Chúng ta phải đủ một lượng nhẫn tâm như thế nào mới đủ sức để giết một con người. Vì vậy nếu một người đó giết một con người thì có thể 100 con trâu con bò gì đó nó cũng không thể bằng nổi với cái này. Nhớ là như vậy. Cho nên đừng căn cứ vào số lượng như vậy mà chúng ta tính vào thang tội lỗi,
thì nó không đúng trong Phật pháp. Các vị có đồng ý chỗ này không? Rồi.